Vai trò của người phụ nữ trong nền kinh tế hiện đại ngày càng được khẳng định rõ ràng qua các doanh nghiệp họ làm chủ. Kinh nghiệm thương trường, tuổi tác của họ là khác nhau, nhưng tự chung, những doanh nhân nữ ngày nay đang xây dựng nên hình ảnh người phụ nữ Việt Nam năng động, đam mê làm giàu cho mình và cống hiến cho xã hội. Ví dụ như đối với công ty Hoàng Mai, doanh nghiệp này khá tự tin phát triển các dòng sản phẩm bánh kẹo của mình, sản phẩm đã xuất khẩu ra hơn 40 quốc gia trên thế giới, trong đó có các thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc chấp nhận. Làm nên thành công này lại do tay của một người phụ nữ kinh doanh trong thời hội nhập tuy gặp nhiều khó khăn nhưng đã thành công. Sự phát triển của đất nước ngày càng nhanh thì người phụ nữ muốn theo kịp thì chúng tôi còn phải cố gắng hơn rất nhiều so với các anh em nam. Một cái khi mà đất nước hội nhập thì mở cửa thì có rất nhiều các cái sản phẩm ở nước ngoài về và sức cạnh tranh của sản phẩm Việt của mình làm sao để có những chất lượng, có những cái giá phù hợp mà để đưa người tiêu dùng Việt Nam mình hướng đến sử dụng những sản phẩm mang thương hiệu Việt. Còn giám đốc công ty nội thất PT Casa chia sẻ là nữ doanh nghiệp đến với hoạt động kinh doanh như một niềm đam mê của một người trẻ được đào tạo bài bản hơn 10 năm ở nước ngoài. Mong muốn của doanh nghiệp là đem những sản phẩm nội thất tốt nhất của thế giới đến với người tiêu dùng trong nước. Là thế hệ doanh nhân trẻ, doanh nghiệp đã tận dụng được những thành công và khắc phục được những thất bại của người đi trước. Qua việc triển khai hàng loạt các giải pháp, trong đó xác định trọng tâm là người tiêu dùng. Trên con đường vươn tới thành công, nữ doanh nhân trẻ cũng không phải là ngoại lệ khi nếm trải không ít khó khăn và thử thách. Mình trẻ thì cái kinh nghiệm mình chưa có. Chính vì vậy mà cái đánh giá nhận thức về vấn đề nhiều khi còn chưa được sâu. Có nhiều cái trải nghiệm ở nước ngoài về thì cũng rất là sôi nhiệt tình và muốn mang nó về Việt Nam ngay lập tức. Và muốn cho mọi người được cảm kiểu dạng như là được sử dụng và được tận hưởng những cái gì mà dịch vụ đã thành công ở nước ngoài về và áp dụng nó về Việt Nam. Ngoài ra thì cũng có nhiệt huyết và có cái sự năng động của tuổi trẻ. Là cái báo cáo nghiên cứu gần đây nhất đã chỉ ra rằng doanh nhân nữ, cái phần phí đầu tư cho một lao động là thấp hơn so với doanh nhân nam. Và cái đóng ngân sách chi tính trên đầu người của doanh nhân nữ thì cao hơn doanh nhân nam. Điều đó chứng tỏ là doanh nhân nữ về mặt thực tế đã đóng góp rất là lớn cho kinh tế xã hội của đất nước. Và về mặt tiềm năng chúng ta còn khai thác được nhiều hơn nữa nếu chúng ta có những chính sách hỗ trợ thích hợp. Người phụ nữ làm chủ doanh nghiệp giờ đây không còn là câu chuyện đơn thuần về mặt kinh tế, mà hơn thế nữa đó chính là sự bình đẳng trong vai trò đóng góp cho xã hội, cho cộng đồng.